bờ từ những danh lam thắng cảnh sự sách đó giữa tận nơi đây chính là sự kết nối phía hoa được ngắm thêm một lúc thật lâu chắc chắn là sẽ một ghé lần sau chơi thương thái mà ta vẫn cần đâu đưa con người và thiên nhiên đến gần nhau. Thống nhất giữa đạo và đời, không làm vinh hoa phú quý
hết lòng vì nước vì dân. Xin mời quý vị chiêm ngưỡng chùa Đồng, nơi đỉnh cao của non thiên yên tử, địa điểm tâm linh ấn tượng và nổi tiếng nhất trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử. Hiện tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã đệ trình hồ sơ khoa học lên UNESCO để được xét công nhận Yên Tử là di sản văn hóa thế giới. Đây được mong ước là di sản văn hóa thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Quảng Ninh còn là cái nôi của giai cấp công nhân và phong trào công nhân Việt Nam, là quê hương của phong trào vô sản hóa, là đỉnh khí phách và đỉnh tinh thần kỷ luật và đồng tâm của Đảng, của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, trở thành niềm kiêu hãnh của những người vợ hùng thang. Trong 40 năm đổi mới, nhất là hơn 10 năm gần đây, Quảng Ninh luôn chú trọng phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông đồng bộ, công đường thủy, đường bộ, đường hàng không. Trên bầu trời đang là hình ảnh sân bay quốc tế Vân Đồn. Sân bay được thu hút đầu tư từ nguồn lực xã hội, là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Quảng Ninh có hệ thống đường cao tốc dài nhất cả nước, có các cây cầu hiện đại, trong đó quý vị đang chiêm ngưỡng là cầu Tình Yêu, kết nối giao thông qua vịnh Cửa Lục, đánh dấu sự hợp nhất mảnh đất Hoành Mồ với thành phố Hạ Long, mở rộng không gian đô thị của thành phố di sản. Tỉnh Quảng Ninh còn đặc biệt chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trở thành tỉnh duy nhất nhiều năm liền dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số chính quyền liêm chính, kiến tạo, minh bạch, hành động phục vụ nhân dân. Quảng Ninh quyết tâm đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa đặc sắc Quảng Ninh trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển. Đặc biệt, nhất là hạnh phúc là đích đến, là mục tiêu của mọi sự phấn đấu phát triển bền vững địa phương.
Thank you.